Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi bài về chấp nhận và chuyển hóa, một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Maybe Inspiration Group. Cả nhà mình thân mến, tiếp theo cái mạch về việc mà làm sao để không sợ hãi, đó chính là chúng ta sẽ tập nhận diện cái nỗi sợ hãi của mình một cách rõ ràng mà không phán xét, không chỉ trích. Và bên cạnh đó là chúng ta tập nhìn sâu vào trong nguồn gốc thực sự của nỗi lo sợ đó, thì chúng ta sẽ dần từng bước thực hành chánh niệm và đưa được chúng ta ra khỏi nỗi sợ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập nhìn vào trong những nỗi sợ về quá khứ mà chúng mình xin được tạm gọi là một thời đã qua. Vì sao vậy? Bởi vì ai cũng có lúc sợ hãi hết. Chúng ta sẽ thấy những nỗi sợ rất là căn bản, chẳng hạn như là chúng ta sợ cô đơn nè, không ai thích mình cô độc hết đúng không? Rồi chúng ta sợ bị bỏ quên, chúng ta sợ bị tẩy chay, chúng ta sợ bị già đi, chúng ta sợ bị đi qua tuổi thanh xuân, chúng ta sợ bệnh, chúng ta sợ chết, vân vân. Và còn có ức tỷ nỗi sợ có tên và không tên khác, thậm chí sẽ có những cái nỗi sợ rất là mơ hồ. Chúng ta cứ sợ đó, chúng ta bất an đó, mà chúng ta cũng không thực sự xác định được cái nỗi lo sợ của chúng ta là cái gì. Và nếu mà chúng ta tập nhìn sâu thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là rất nhiều những cái nỗi lo sợ đó nó đã được bắt nguồn một cách rất là vi tế từ những cái nỗi sợ ban sơ từ khi chúng ta mới sinh ra. Thời điểm đó chúng ta là một em bé hoàn toàn bất lực và không thể tự mình làm được điều gì hết. Cho đến khi chúng ta lớn lên thì cái nỗi ban sơ đó nó vẫn còn sâu thẳm ở trong lòng chúng ta, nó vẫn còn rất là sống động ở trong mỗi người chúng ta. Vì vậy, Quỳnh Hương ở đây xin được trích dẫn một cái đoạn lời giảng của sư ông mà Quỳnh Hương rất là tâm đắc như thế này nha. Nhiều người quên đi rằng một thời đã qua, chúng ta đã ở trong bụng mẹ. Chúng ta chỉ là một thai nhi nhỏ bé. Trong cơ thể mẹ ta có hai trái tim. Một là trái tim của mẹ, một trái tim của ta. Trong khoảng thời gian ấy, mẹ đã làm mọi chuyện cho ta. Mẹ thở cho ta, mẹ ăn uống cho ta. Ta nối liền với mẹ bằng sợi dây nhau. Khí oxy và chất nuôi dưỡng truyền từ mẹ qua ta bằng sợi dây nhau. Ta được an toàn và thỏa thích ở trong bụng mẹ. Không bao giờ ta phải quá lạnh hay quá nóng. Ta ở trong một bọc nước êm ái. Người ta nói rằng tử cung chính là cung điện của đứa bé. Ta đã sống 9 tháng trong cung điện. Để rồi từ trong vùng an toàn ở tử cung mẹ, chúng ta ra đời. Một thế giới xa lạ xung quanh, không có gì quen thuộc. Sợi dây nhau bị cắt lìa và ta không còn nối kết với mẹ. Mẹ không còn thở cho ta. Lần đầu tiên, ta phải thở lấy một mình. Nếu ta không tự mình thở lấy, thì ta chết. Sinh ra là trải qua một biến cố ngặt nghèo. Ta bị đẩy ra khỏi tử cung và đối diện với đau khổ. Ta cố gắng để thở. Trong phổi ta có nước. Ta phải tống nước ở trong phổi ra. Cùng một lúc khi mở mắt chào đời, ta phải phấn đấu để sống còn. Ta muốn sống. Đó là ước muốn ban sơ, là bản năng sinh tồn. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái nỗi lo sợ từ khi chúng ta vừa lọt ra khỏi bụng mẹ đó là một cái nỗi lo sợ hết sức là bản năng. Thế nhưng mà cho dù chúng ta có nhớ hay là không nhớ, thừa nhận hay không thừa nhận, thì em bé đó, em bé nhỏ xíu mà ban sơ đó với những nỗi sợ nguyên thủy đó, nó vẫn tồn tại, nó vẫn rất là sống động ở trong lòng của mỗi chúng ta. Và nếu mà chúng ta không có cơ hội được trò chuyện một cách chân thành, đầy yêu thương với em bé đó, thì chúng ta cũng sẽ không có thời giờ săn sóc em bé ấy. Một em bé đã bị thương tổn, một em bé rất là yếu đuối, mong manh và không có khả năng tự vệ ở trong ta đó. Như vậy thì cái cách làm sao để giải quyết cho cái nỗi sợ ban sơ này
đó chính là chúng ta sẽ phải thực tập cái việc nói chuyện với em bé ở bên trong ta đó, gọi là đứa bé bên trong, hay là cái thuật ngữ tâm lý học gọi là inner child. Cái bước đầu tiên để cho chúng ta có thể giảm bớt được cái sự lo sợ đó là chúng ta tập nói chuyện với sự lo sợ ha. Hãy ngồi xuống. Các bạn đã bao giờ thử tự ngồi xuống và thực tập nói chuyện với em bé ở trong ta chưa? Em bé mà đã từng bị thương tổn, đã rất là mong manh, đã rất là yếu ớt và cảm thấy bất lực, không tự mình làm được điều gì đó ha. Chúng ta sẽ thực hành cái việc là hãy ôm lấy em bé mà rất là bất lực, yếu ớt và mong manh đó. Và chúng ta sẽ tập nói với em như thế này nha. Này em, bây giờ em đã là một người lớn ở trong ta rồi. Chúng ta không còn nhỏ bé và mong manh nữa đâu. Chúng ta có tay chân vững mạnh nè. Chúng ta có thể tự bảo vệ mình nè. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta cứ mãi lo sợ như thế nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử đặt hai tọa cụ ra, hai cái bồ đoàn để mình ngồi đó à. Sau đó chúng ta sẽ ngồi lên một bên ha. Rồi chúng ta hãy tưởng tượng bạn là cái em bé nào đã bị thương tổn, run rẩy, yếu ớt và mong manh đó. Rồi bạn tự mình nói với mình, bạn thú nhận với chính mình rằng là tôi hoàn toàn bất lực, tôi không làm được gì hết và không ai lo cho tôi cả. Thế rồi bạn hãy nói tiếng nói của em bé đó luôn. Bạn có thể dùng chính giọng nói của em bé đó để bạn nói như thế luôn. Và rất có thể rằng lúc ấy khi với một cái cảm xúc rất là sợ hãi và tuyệt vọng, thì lúc bấy giờ trong lòng bạn cảm xúc nó sẽ trào dâng lên. Và bạn cứ để cho cái cảm xúc đó cứ bộc lộ một cách thoải mái đi. Và hãy dành thời gian cho em bé đó run rẩy, cảm động, bộc lộ tâm tình, tất cả mọi sự sợ hãi, lo lắng, yếu ớt, bất lực của em bé ấy. Và điều này rất là quan trọng. Đó chính là một cái bước để chữa lành đứa bé bên trong ha. Đây là một cái bước rất là quan trọng mà gần như là tất cả nền tâm lý học trị liệu hiện đại đều chấp nhận cái phương pháp này. Tiếp theo đó là sau khi em bé bên trong đó đã được bộc lộ và trào dâng tất cả mọi sự bất an, run rẩy, lo sợ và bất lực của mình rồi, thì bây giờ bạn sẽ đứng dậy, bạn ngồi vào trong tọa cụ ở phía bên còn lại. Và bây giờ bạn sẽ đi vào vai trò của một người trưởng thành nha. Bạn hãy nhìn vào trong cái tọa cụ đối diện và bạn tưởng tượng có một em bé nhỏ xíu đang ngồi ở đó nha. Bạn hãy nói với em nè. Em nghe anh nói đây, hoặc là em nghe chị nói đây nha. Anh hoặc chị chính là người trưởng thành của em đây. Em không còn là một em bé bất lực nữa đâu. Em đã trưởng thành rồi, em đã lớn khôn rồi. Em đã có một cái khả năng để tự bảo vệ mình và tự mình mưu sinh được rồi. Và chúng ta không cần bất kỳ ai khác để lo lắng hay giúp đỡ chúng ta cả. Các bạn biết không, cái phương pháp gọi là nói chuyện với em bé bên trong này chính là một hình thức kết nối vô cùng hiệu quả. Và nó có thể chữa lành một số những cái vấn đề bất an hay rối loạn tâm lý về mặt tiềm thức. Và từ đó giải phóng chúng ta khỏi khá nhiều những nỗi lo sợ mơ hồ. Những nỗi lo sợ mà chúng ta biết rằng nó rất là vô lý, nó rất là vô căn cứ. Nhưng chúng ta không thể, gọi là can't help it, chúng ta không thể nào kìm được cái nỗi lo sợ đó. Các bạn thử tập thực hành nói chuyện với em bé bên trong vài lần cho đến chục lần. Quỳnh Hương nghĩ rằng các bạn sẽ từng bước kết nối và truyền thông được với em bé bên trong đó. Và mỗi ngày các bạn làm cho em bé bên trong đó ý thức rằng mình đã là một người trưởng thành. Và thế là các bạn giải phóng các bạn ra được nỗi lo sợ ban sơ, tức là nỗi lo sợ về một thời đã qua đó. Quỳnh Hương gửi niềm lành cho tất cả mọi người. Và chúng ta ai nấy đều sống với sự không sợ hãi. Và chúng ta sẽ tận hưởng từng giây từng phút cho cuộc sống hiện tại của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.